Kính thưa quý vị, trong buổi lễ tưởng niệm ngày 30 tháng 4 năm 1975 và năm nay là năm 2009 được tổ chức tại thành phố Houston, những khuôn mặt mà lúc nào chúng tôi cũng thấy có mặt trong cộng đồng người Việt quốc gia, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị cư sĩ Trần Hiến của chùa Pháp Luân. Kính thưa chị Đoan cũng như chị Hoàng cũng như tất cả quý thính giả của đài truyền hình Hồng Việt, chúng tôi cư sĩ Trần Hiến qua bên đất Mỹ này tị nạn vào năm 1975 sau biến cố 30 tháng 4 đau buồn. Và ngày hôm nay cứ mỗi lần 30 tháng 4 trở về là một ngày đen tối đối với tất cả mọi người Việt, không có riêng gì chúng tôi. Chúng tôi chờ mong một ngày nào đẹp trời mà để trở về quê hương, nhưng mà ba mươi mấy năm trời rồi tôi chưa bao giờ về quê hương. Có nhiều người hỏi tại sao vậy? Thưa rằng, ngày nào Cộng sản còn là ngày đó chúng tôi không về quê hương. Bởi vì cái ngày 30 tháng 4 đen, hãy nhìn bầu trời ngày hôm nay, trời cũng động lòng với chúng ta. Cái thảm họa đó chỉ có người Cộng sản đã làm ra. Hàng vạn người ra đi, bỏ nước ra đi, liều chết ra đi trên biển cả, trên rừng sâu. Tại sao vậy? Chỉ bởi vì người ta muốn tìm được một chút hơi thở tự do, hít thở không khí tự do như ở tại nơi đây. Nhưng mà người dân ở trong nước chúng ta có được hít thở không khí tự do không? Xin thưa rằng họ không có. Thầy Quảng Độ Đại Lão Hòa Thượng đã giống lên một tiếng trống kêu gọi. Tiếng trống đó kêu gọi tất cả mọi người đấu tranh để mà trong cái sự bất bạo động, trong cái tốt đẹp của nhà Phật từ bi hỷ xã. Nhưng mà trong từ bi hỷ xã như thế nào? Xin thưa rằng cho tới giờ phút này Việt Cộng đã làm những điều gì mà đến bộ mặt tất cả nhà tu mà còn phải lên tiếng, thì quý vị đã thấy rõ là chúng tôi những người cư sĩ ở hải ngoại này lòng hỗ trợ cho Ngài trong cái công cuộc đòi đấu tranh, đòi tự do dân chủ cho đất nước và cho đồng bào nước có được hơi thở tự do như ở hải ngoại. Đó là cái điều mà mong muốn. Và ngày nào Cộng sản chưa thực thi được những điều đó thì ngày đó vẫn còn là những ngày 30 tháng 4 đen, và mọi người chắc chắn rằng sẽ phải tụ họp và biểu tình chống cộng cho tới khi nào ngày đó được thực thi. I bring you greetings from the American Vietnam veterans, the American veterans and the soldiers of our armed forces of the state of Texas. I'm pleased to be here today to honor the soldiers and citizens of South Vietnam. This day. Xin chào luật sư Hùng, chủ tịch cộng đồng Việt Nam. Xin chào các vị tướng lãnh và các sĩ quan cao cấp quân lực Việt Nam Cộng hòa. Xin kính chào quý vị. Tôi xin đem đến cùng quý vị lời chào mừng từ những cựu chiến binh Mỹ và lực lượng vệ binh quốc gia tại Texas. Đây là một sự hân hạnh của tôi hôm nay đến đây để vinh danh những cựu chiến sĩ. Kính thưa quý vị, trong buổi lễ tưởng niệm năm nay, hàng ngàn người đã đến tham dự. Và kính thưa quý vị, trong những khuôn mặt trung niên, lão niên, chúng tôi có những khuôn mặt trẻ. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một khuôn mặt trẻ đã tham dự trong ngày 30 tháng 4 năm nay. Con tên gì? Bảo Trân. Bảo Trân. À, con ở thành phố Houston hay là từ đâu tới? Ở Marquette. Ồ, dạ. À, con tới đây, con đi chơi hay là ở gia đình giờ về đây ở luôn? Ở gia đình, được chưa? À, con có biết ngày 30 tháng 4 là ngày gì không? Dạ, không. Con không biết ngày gì hết. À, con chỉ theo ba mẹ tới đây thôi hả? Dạ. À, ngày 30 tháng 4 đó là cái ngày mà thành phố Sài Gòn đã bị lọt vào tay Cộng sản. À, con nghĩ là chắc ba mẹ cũng có nói với con. À, con hy vọng là năm tới con sẽ hiểu rõ hơn về ý nghĩa của ngày 30 tháng 4. Ừ. Rồi. Ráng học cho giỏi nha. Yeah. Okay. Và những địa danh như Biên Hòa, Củ Chi, Phú Bài, Huế, Đồng Nai, Quy Nhơn, Pleiku, Phú Lợi và Long Bình. Khi nhiệm vụ của tôi đến Việt Nam như một chiến sĩ Mỹ, chiến đấu để giúp người dân miền Nam, để bảo vệ quyền tự do dân chủ và chủ quyền của họ. By December 1968, there were 536,100 Americans in South Vietnam. By the war's end, 58,800
had made the supreme sacrifice. While we must always remember their legacy, this day is about you and about your sacrifices. I would be remiss if I didn't mention that 230,000 Vietnamese soldiers were killed in action, 300,000 were wounded, and the loss of 500 to 1 million civilians. Kính thưa quý vị, trong số tất cả quý vị đồng hương đã đến tham dự trong ngày lễ tưởng niệm, chúng tôi vẫn còn thấy những bộ quân phục hào hùng của thuở nào. Và chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị ông Thiếu tá Lê Văn Xanh. Kính chào chị Nguyễn Hoang, kính thưa toàn thể quý vị khán giả Đài Hồ Việt TV, Đài Liên Hợp Việt Thai. Chúng tôi xin chào tất cả quý vị. Kính thưa chị Hoang. Dạ, cho anh một chút cảm nghĩ về ngày 30 tháng 4. Dạ, hôm nay đã trải qua 34 năm. 34 năm là đất nước Việt Nam mất bị bởi vì Cộng sản đã chiếm đoạt miền Nam một cách bất hợp pháp. Bởi vì thi hành bất chấp Hiệp định Paris, bất chấp quốc tế, và Cộng sản đã xâm diệt Nam, đày ải bao nhiêu triệu người Việt Nam chết trên rừng sâu biển cả. Cầm tù bao nhiêu quân lính Việt Nam Hòa đã chết nghiệt ngã đau thương trong đề tài từ Cộng sản. Và chính Cộng sản đã đày ải, giam cầm và làm cho tất cả một cái kẻ thù đau thương nhất của dân tộc Việt Nam. Chúng tôi nhớ lại 34 năm kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, và sau khi đất nước bị sụp đổ thì biết bao nhiêu người đã chết ngã, và đặc biệt chúng tôi là những quân đội đang cầm súng phục vụ dưới cờ, và vì đất nước như vậy bao nhiêu người bị ngã gục chết, và một số may mắn được thoát ra đi. Chúng tôi bị cộng sản cầm tù suốt gần 14 năm từ các trại từ miền Nam ra Bắc. Tất cả những quân nhân quân lực Việt Nam Hòa, kể cả tướng lãnh, kể binh nhì, kể hải, kể cả nghĩa quân địa phương quân xã ấp, tất cả đều cạnh ngộ với nhau, đã bị đày đọa giam cầm một cách nghiệt ngã tàn ác chưa từng thấy trong lịch sử. Chúng tôi nhớ đến một ngày lần cuối cùng, chúng tôi ước mong rằng tất cả người trong nước, người Việt Nam luôn luôn đoàn kết và chống đối, làm sao để dẹp tan đảng sản, để có dân chủ dân quyền cho Việt Nam và tất cả người ngoài hải ngoại. Chúng tôi luôn luôn đoàn kết để nhìn quê hương Việt Nam thân yêu. Tôi xin cảm ơn anh Sam rất nhiều.